thể là tất cả các khu vực biên giới thì cái chỗ này là hai bên giáp nhau, đô thị các thứ sầm uất nhất. Bên này vẫn là Lào Cai này nhỉ. Hôm qua mình đi cái đường bên kia là đây là Trung Quốc. À, cái cầu kia là cầu Hữu Nghị đấy hả? Vâng, cầu tên là gì? À, cái cầu ấy không có tên. Không có tên à? Nhưng mà nửa cầu bên này là mình đúng không? Đúng rồi.